Xin chào anh em. Steel Legend. Và đây là cái bao mạch chủ B50 Steel Legend của Ice Rock. Và trong video này thì mình sẽ đập hộp, mình chia sẻ nhiều hơn về cái bao mạch này, cũng như là những anh em mà đang có ý định mua cái bao này thì sẽ biết được chính xác hơn nó có cái gì. Đó. Steel Legend huyền thoại đã trở lại, và chắc là nếu anh em mà đang xài những cái vi xử lý dòng Ryzen của AMD thì anh em đã biết tới cái dòng Steel Legend này. Đây là một cái dòng bo có thiết kế rất đẹp, giá cũng rất là tốt, và nó xuất hiện từ cái thế hệ B450. Đó, thì bây giờ là cái phiên bản nâng cấp B450. Thì cái dòng Steel Legend của Ice Rock thì nó sẽ có hai cái phiên bản, ATX tức là phiên bản form bình thường, và đây là cái phiên bản Micro là phiên bản nhỏ hơn, tức là B450M. Đó. B50 không có M là bình thường, còn M là ngắn hơn. Thì đây chúng ta sẽ có một số thứ. Lần đầu tiên thì mình làm một cái video mình đập hộp một cái bao mạch, thì mình cũng sẽ cho anh em biết là nếu chúng ta mua một cái bao mạch mới á, thì nó sẽ có những cái gì. Có rất là nhiều thứ nhỏ nhỏ lặt vặt, tem gì đây, đĩa. Ồ, bây giờ chắc cũng chẳng ai xài đĩa nữa. Hai cái dây Velcro để chúng ta có thể cột dây, chúng ta ráp dàn. Có những cái tem để chúng ta có thể đánh dấu, cũng như là để trang trí, dán trang trí, dán cho quà, vân vân. Đó rất là đẹp, tem Steel Legend. Sách hướng dẫn sử dụng là cái thứ mà rất là quan trọng mà nhiều anh em hay bỏ qua. Những anh em mà rành về lắp bo rồi thì mình không nói, nhưng mà với những anh em mới hay là chưa có nhiều kinh nghiệm lắp máy thì nên đọc. Ta sẽ có hai sợi SATA, một sợi thẳng, một sợi đầu L, rất tiêu chuẩn rồi. Một bịch có hai con ốc dành cho M2, đó, hai ốc M2. Anh em nhớ bảo quản kỹ hai ốc này nha, bởi vì ở trong tình huống mà lỡ mà rớt mất rất khó tìm hai ốc này thì trên bo thì có giới hạn thôi. Anh em gắn những con ốc ở ngoài thì khác thì nó sẽ to quá, nó gắn không vừa. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, cái bo B50M Steel Legend. Cầm cái bên này rất đơn giản. Thực ra thì đây là một cái dòng bo cũng bình dân thôi, nên nó không có nhiều đồ chơi cho lắm. Ok, và đây là nhân vật chính của chúng ta, thì đây là cái bo B50M Steel Legend. Thì anh em nhớ là cái dòng Steel Legend thì nó có cả hai phiên bản, là phiên bản M tức là phiên bản có cái form ngắn là cái form Micro ATX, và cái phiên bản không có M là cái phiên bản ATX thông thường. Đó, thì khi mà chúng ta nghĩ tới những cái chiếc bo mà dòng Micro này, và đặc biệt thì ở cái phân khúc mà chipset dòng B á, của AMD lẫn Intel luôn, thì anh em sẽ thấy rất là nhiều cái bo dòng Micro này, bởi vì nó cũng là một cái cách để mà các hãng giảm chi phí, và cũng là một cái lựa chọn rất là thú vị để mà chúng ta có thể build những cái dàn máy gọn gàng với cái form là form Micro ATX, và cái thùng máy cũng rất nhỏ, ngắn hơn, thấp hơn so với những cái thùng middleware thông thường. Cái dòng Steel Legend này của Ice Rock thì mình thấy nó là một cái dòng bo khá là mới, và theo cá nhân mình thì nó được thiết kế có thể nói là hiện đại và đẹp nhất của Ice Rock. Thậm chí là khi so với những cái dòng như là Taichi, Velocita, thậm chí Phantom Gaming thì mình thấy đây vẩn là cái dòng bo đẹp và có tính thẩm mỹ cao, có cái giá và hiệu năng tốt. Mình gợi ý với anh em là khi mà anh em chọn cái dòng này, nghĩ tới cái dòng Steel Legend này, thì anh em sẽ có thể hình dung tới những cái dàn máy mà chúng ta build với những cái phần cứng mà nó có cái màu sắc kiểu kim loại thế này, chẳng hạn như là một cái thùng màu trắng hay là màu phai kim loại của nhôm. Các đồ họa thì chẳng hạn như là dòng Founder Edition của Nvidia bỏ vào rất là match. Những cái tản nhiệt khí to đẹp, và RAM có cái tản RAM bằng kim loại rất đẹp, như dòng Trident Nail của G-Skill thì rất là khớp. Thì đây là một cái dòng bo mà cái màu sắc cũng như là thiết kế của nó cho phép chúng ta có thể phối ra những cái dàn máy nhìn rất là ngọt. Thì mình nói một chút xíu về cái dòng chipset B50 này, thì trước đây mình có làm một cái video mình nói cụ thể về những gì mà nó hỗ trợ, chẳng hạn như là về CPU thì nó sẽ hỗ trợ từ con Ryzen 3000 trở lên. Đó, Ryzen 3000, Ryzen 4000 và thậm chí là 5000 theo cái lời hứa của AMD. Nó không hẳn là một cái dòng chipset nó thay thế hoàn toàn cho 450, bởi vì nó ở cái phân khúc nó cao cấp hơn chút, và nó vẫn hỗ trợ PCIe 4.0. Thành ra nếu như mà anh em muốn khai thác những cái thứ mà liên quan tới PCIe 4.0, chẳng hạn như là các đồ họa của AMD hiện tại, hay là cái SSD tốc độ cao dùng cái PCIe 4.0, chẳng hạn như là cái con Samsung 980 Pro mới á, có thể khai thác nó trên cái dòng X570 hoặc là B50, mà X570 thì nó mắc quá, thành ra là B50 là cái giải pháp nó ổn hơn về giá. Thì như cái chiếc bo này thì giá của nó chỉ dưới 4 triệu và nó mang lại một cái giải pháp là vẫn có thể trải nghiệm được PCIe 4.0 với giá nó dễ tiếp cận, không có quá đắt như là cái dòng X570. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem qua cái bo này có gì thú vị ha. Khi mà mình không biết anh em, khi mà anh em mua bo về thì anh em xem cái gì trước, còn mình thì mình hay để ý tới cái phần thiết kế của cái I/O cover này, hay là và cái heatsink dành cho cái chipset nằm đây và cái M2. Thì đây là một những cái thứ mà nó khiến cho cái bo trông nó đầy đặn, nó đẹp mắt hơn. I/O cover này thì mình thấy làm rất dày, rất là nhiều nhôm, rất là nhiều cái kim loại để mà nó tản nhiệt cho cái hệ thống VM ở bên dưới.
mình đã build một cái bo này vào trong một cái thùng máy mà lát nữa anh em sẽ xem chi tiết hơn nó đèn đó nó làm sao. Còn mình sẽ nói là về đèn thì nó sẽ có nằm trong cái phần khoét này, đó sẽ ánh ra. Và dĩ nhiên thì anh em thích đèn thì cái bo này cũng hỗ trợ rất là đầy đủ đèn. Chúng ta sẽ có những chân 12V RGB, tức là LED 4 pin á, và những cái chân 5V 3 pin Digital RGB addressable thì nó vẫn đầy đủ. Anh em có thể dùng với phần cứng có RGB kiểu cũ 12V hoặc là phần cứng RGB mới 5V đều được. Chúng ta có hai chân ở đây, hai chân trắng là hai chân 12V và hai chân màu xám này là hai chân 5V. Thì cái công nghệ đèn mà trên những cái bo của iShot hẳn gọi là gì, Polytron, cũng cho phép tùy chỉnh rồi cũng có thể đồng bộ với nhiều cái phần cứng khác. Cái bo này thì vẫn có đầy đủ 4K RAM và chúng ta sẽ có thể gắn tối đa 4 thanh với cái dung lượng lên tới 128GB và cái xung RAM cũng có thể hỗ trợ những cái mức xung rất là cao trên 4000. Và iShot cho biết thì cái chân tiếp xúc ở trên bên trong những cái RAM này cũng được mạ vàng để mà tăng cái chất lượng tín hiệu. Cái điểm mà mình thấy hay trên cái bo này là mặc dù nó không hỗ trợ, nó không có gắn sẵn Wi-Fi nhưng mà nó vẫn có một cái khe M2 để dành cho Wi-Fi ở đây nè. Điều này có nghĩa là gì? Đó là trong trường tình huống mà anh em muốn dùng Wi-Fi với cái bo này thì ở phía sau nó vẫn có sẵn hai cái lỗ để chúng ta bắt anten, đó, bắt cái module anten. Trong khi đó thì ở đây chúng ta sẽ mua thêm một cái cạc Wi-Fi chúng ta gắn vào và từ đó chúng ta đi dây đấu cái dây hai cái dây anten tín hiệu từ cái cạc này lên cái module anten ở phía sau là xong. Đó, thành ra mình thấy đây là một cái giải pháp chờ có thể giải quyết được vấn đề trong tình huống là anh em muốn sử dụng Wi-Fi ở nơi mà những cái mạng LAN anh em thấy dây nhựa là một dòng của anh em không thích xài thì vẫn có thể khai thác được. Và về cái khe M2 thì cái bo này nó có hai khe M2 dành cho SSD hỗ trợ cái chuẩn là 2280. Thì cái khe ở trên này thì là cái khe hỗ trợ PCIe 4.0 bởi vì nó sẽ lấy cái LAN PCIe 4.0 trực tiếp từ con CPU. Đó, bởi vì cái dòng B750 thì nó sẽ cái con chipset sẽ không cấp bất cứ cái LAN PCIe 4.0 nào. Còn trong khi đó khe bên dưới này thì hỗ trợ SATA. Và với đặc thù là những cái SSD PCIe 4.0 thì khi mà vận hành, khi mà hoạt động thì nó khá là nóng, thành ra một cái heat sink lớn như thế này thì là một cái giải pháp cần thiết đối với nó. Thì cái sim này nó cũng bao gồm luôn cái phần chức năng tản nhiệt cho cái con chipset nó nằm ở bên dưới này. Và cái dòng B50 thì cái bản chất con chipset nó không có cấp LAN PCIe, thành ra nó rất là mát, nó không cần cái quạt tản nhiệt giống là những cái dòng mà bo mà dùng chipset B50. Còn về cái khe cắm PCIe thì ở phía trên chúng ta vẫn có một cái khe PCIe X16 hỗ trợ PCIe 4.0 X16 lấy LAN từ con CPU. Anh em có thể dùng với cạc của AMD, cái dòng Radeon RX 5000 series hiện tại thì nó sẽ hỗ trợ đầy đủ cái PCIe 4.0 X16 này. Và chỉ có mình cái dòng cạc đó mới có thể khai thác được đầy đủ cái tốc độ, cái băng thông của cái khe này thôi. Hiện tại thì Nvidia thì vẫn dùng cái PCIe 3.0 X16. Dưới này thì chúng ta sẽ có thêm một cái khe để gắn cạc mở rộng bởi vì này nó có 4 LAN PCIe 3.0. Và đây là một cái khe PCIe X1. Thì về cơ bản thì chúng ta sẽ có một cái khe gắn cạc. Ở đây chúng ta có thể gắn theo cái dạng SSD mà dạng cạc SIN. Về SATA thì anh em thấy đó, chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cổng SATA, SATA 6X và USB thì cũng rất là vô số. Ngoài những cái cổng USB phía sau IO mà mình sẽ cho anh em xem sau thì chúng ta sẽ có những cái socket để mà đấu ra ngoài, những cái cổng USB trên thùng hay là những cái cạc USB mở rộng mình có thể gắn thêm ở phía sau thùng. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái cổng USB 2.0 nè, đây là 3.0 nè, ở đây có thêm 3.0 nữa là hai cái 3.0, còn đây là 2.0. Như vậy thì một cái bo micro IoT như thế này nhưng mà nói về các cái cổng kết nối, các cái chuẩn cũng như là khả năng mở rộng thì mình thấy nó rất là đầy đủ. Nhất là cái chuyện mà đèn đóm thì anh em có thể chơi đèn tiết mù trên cái bo này luôn. Còn chuyển sang cái IO phía sau thì em thấy đó, cái IO shield này đã được dán vào trong cái phần IO cover này luôn, rất là tiện, thành ra chúng ta không phải quên nữa. Nó cũng có được thiết kế khá là đẹp, nó match với lại cái thiết kế cái hoa văn trên cái nền bo này. Và em thấy đó thì về số lượng cổng thì nó rất là đầy đủ và cái điều mình thấy là nó có nhiều cổng tốc độ cao. Thì ở đây chẳng hạn như chúng ta sẽ có hai cái cổng USB 3.2, đây là hai cổng 10G nè, và đây là cái cổng USB-C, vẫn có USB-C nè, một cái cổng USB 2 thông thường, hai cổng này là 10G. Bên cạnh đó chúng ta vẫn có bốn cổng USB 3.0 thông thường 5G, LAN nè 2.5, rồi những cái jack âm thanh có SPDIF nè, và hai cổng USB 2.0 này thì chúng ta có thể dùng với chuột bằng phím hay là dùng với để mà flash lại BIOS này nọ. Vẫn có cổng PS2, DisplayPort HDMI tích hợp luôn. Trong tình huống mà cái dòng 4000 series mà nó có những con APU á mà em không muốn xài với các đồ họa rời á thì em có thể sử dụng Vega tích hợp trên cái dòng APU của AMD và trình xuất hình ảnh qua hai cổng này. Ngon cái là nó có DisplayPort với lại nó có HDMI luôn chứ không phải là Vega hay là DVI như một số cái dòng bo khác mà mình hay thấy. Và ở đây nó vẫn có một cái nút Clear CMOS để trong tình huống mà anh em thiết lập nó bị lỗi thì anh em bấm vào đây nó reset trở lại cái thiết lập. Rồi mình nói một chút xíu nữa về cái socket IMA4 cũng như là
cái socket ARM4 cũng như là cái dàn VRM trên cái bo này. Thì anh em thấy đó, cái dòng B50 này thì AMD vẫn dùng socket ARM4, và cái tuổi thọ, cái tuổi đời của ARM4 rất là lâu rồi. Nó từ Ryzen đời đầu và tới bây giờ thì nó vẫn dùng socket tương tự như vậy, đâu có như ai kia mà đổi socket hoài. ARM4 trên B50 nó sẽ hỗ trợ những cái con Ryzen 3000 đó, và nó sẽ hỗ trợ 4000 sắp tới cũng như là 5000 là theo mình thông tin mình được biết từ AMD. Và AMD vẫn quyết tâm giữ cái tuổi thọ của socket này, muốn trường thọ luôn rồi. Quan trọng là cái dàn VRM của cái board nó có chịu nổi những cái con CPU mới với cái số nhân nhiều hơn và xung cao hơn hay không thôi. Với những cái board như là B50 Steel Ryzen này thì mình thấy là anh em sẽ có xu hướng sử dụng của những cái con Ryzen tầm trung, như hạn như là những cái con Ryzen 5 3600 thì mình đang xài con 3600X, và mình thấy những cái bo này rất là phù hợp với nó, một combo nó vừa đủ tiền. Nhưng mà cũng có nhiều anh em thích gọi là những cái đợt khuyến mãi mua được những con Ryzen 7 rồi 9 đó, rất là nhiều nhân vì nhưng mà không có nhiều tiền nữa để mà mua những cái bo cao cấp, thì con này vẫn có thể kéo được con 3900X, bởi vì cái dàn face nó cũng khá là chất lượng. Thì để mà kéo được những cái con Ryzen mà có nhiều nhân, cái nhu cầu điện năng cao, thì cái B50M này nó cũng được cải tiến về cái dàn VM để mà nó cho cái công suất lớn hơn. Thì về cơ bản thì cái hệ thống power stay là 10 power stay, và cái con PWM, vi điều khiển PWM á, mà mình kiểm tra ra thì đây là một cái con 9505P của MicroP, đó là một cái hãng làm những cái con PWM và controller rất là nổi tiếng. Và cái con này thì về cơ bản hỗ trợ cái thiết lập là 4 phase cho VCore và 2 cho VSub. Và do là cái board này nó có thiết kế là 10 power stay, thành ra là ASRock đã sử dụng doubler để mà nhân đôi tín hiệu lên, và từ đó chúng ta sẽ có 4 phase thật ra thành 8 phase. Và từ đó thì nó ra những cái con power stay, mỗi con nó cho 50A và nó cho công suất rất là lớn, tối đa khoảng 400A cho VCore và 100A cho VSub. Thành ra mình thấy với cái điện năng thế này thì nó sẽ có thể chiến được những cái con Ryzen mà có số nhân lớn cũng như là xâm nhập lớn, mà thậm chí nó cũng có thể hỗ trợ OC tốt. Và một cái bằng chứng nữa anh em thấy là cái chân nguồn cho CPU ở đây thì nó là cái chân gồm có 8 pin và 4 pin đó, để mà trong tình huống mà anh em muốn OC lên thì anh em có thể cắm thêm để mà thêm điện. Ở bên ngoài này nữa thì anh em có thể thấy là những cái con tụ Nichicon 12K, những cái dòng tụ đen cao cấp thường thấy ở những cái bo cao cấp này, cũng nói luôn là cái những cái con power stay này là những con SIG 654 của Vsay đó. Thì mình thấy cái dòng hồi xưa là hay dùng cái dòng SIG 632 đó, giờ là SIG 654. Thì một cái bo tầm giá này mình thấy cái thiết kế linh kiện như này mình thấy đánh giá là ổn, rất ổn luôn. Và hiện tại thì với cái thiết kế heatsink của cho dàn VM này thì mình nghĩ nó sẽ có thể đáp ứng, nó có thể tản nhiệt tốt cho những con dry. Những đó, mình thì chưa có đo nhiệt nhưng mà mình thấy là một số trang người ta nói là cái dòng bo này thì cái heatsink nó thật sự là hiệu quả. Bởi vì trước đây thì với cái dòng B450M thì ASRock làm rất tốt cái chuyện heatsink rồi, và bây giờ thì hãng vẫn phát huy nó. À, mà hồi nãy giờ thì mình quên nói với anh em về cái việc mà anh em có thể gắn được bao nhiêu cái fan trên cái này luôn. VRM rồi nè, RAM, CPU, M2, các cổng kết nối rồi, thì chúng ta sẽ có thêm xem qua những cái fan. Bởi vì trong nhiều tình huống thì anh em mua về anh em tự gắn fan vào thùng, và anh em sẽ không biết được là chúng ta có thể gắn được tối đa bao nhiêu fan. Và mình thì đã có test thử và mình thấy là trừ cái CPU fan ra thì chúng ta có thể gắn thêm 1, 2, 3, 4, 5 cái fan trực tiếp lên cái bo này, chứ không cần phải qua cái bộ chia. Và cái vị trí của những cái chân 4 pin fan, fan điều tốc thì nó nằm ở những vị trí rất là dễ tìm, rất là dễ cắm. Dạng như cái jack ở đây thì nó sẽ dành cho cái fan ở phía sau cùng đó, còn xung quanh là những cái fan nằm bên dưới. Và ở bên trên thì vẫn có một cái bơm, cái second fan cho CPU. Thì khi mà mình mượn cái bo này về mình test thì mấy anh ASRock có nói là cái bo này được bảo hành rất là ngon, hiện tại là chính sách bảo hành của ASRock nó ok. Thì mình cũng chia sẻ luôn với anh em là những cái dòng bo của ASRock sẽ được bảo hành cháy nổ rồi cong chân socket rồi rớt gãy linh kiện lum la, nói chung là mấy cái tụ này mà rụng thì anh em vẫn được bảo hành nè, hay là cong chân mấy cái này, gãy chân mấy cái này vẫn được bảo hành nè. Và nếu mà trong 6 tháng đầu mà có lỗi thì anh em vẫn được đổi mới, lỗi sản xuất thì đổi mới bình thường. Trong thời gian tới thì sẽ có cái chương trình khuyến mãi mà tặng quà, tặng áo của ASRock dòng Steel Ryzen này cho những anh em mua cái dòng B450M, B450 hay là B50M Steel Ryzen. Đó, cho anh em biết thêm để mà anh em đi mua thì nhớ phải đòi, bởi vì đó là quyền lợi của mình mà. Còn anh em muốn biết thêm cái bo này nó ra sao trên một cái dàn máy thì mình đã ráp một cái dàn demo với cái bo này ở kế bên mình luôn. Bây giờ thì bạn Thông sẽ chuyển qua để cho anh em xem. Thì đây thì mình đã ráp demo một cái dàn dùng cái bo B50M Steel Ryzen này. Thì anh em thấy cái cây này quen không? Cái cây này là cái cây Sigmatic
cái mini Arctic. Cây này mình đã giới thiệu rất nhiều lần trong những cái dàn build màu trắng lần trước đây. Thì bây giờ mình chỉ đổi cái ruột thôi, đổi cái bo Tillution vào thôi. Cũng có những cái phần cứng rất là quen thuộc, chẳng có một cái tảng nhiệt này thì mình mới mua. Bữa thì mình có tặng lại cái tảng màu trắng kia cho một cái bạn tới dự offline rồi. Với một cái cây nhỏ gọn, một cái bo micro Arctic như thế này, nhỏ gọn như thế này, thì chúng ta sẽ có thể build một cây nhỏ gọn và nó không chiếm nhiều cái không gian trên bàn, cũng như là nó sẽ khiến anh em có một cái dàn máy nó bé bé xinh xinh hơn. Nhất là nếu những anh em nào mà nghĩ tới cái chuyện mà build một cái dàn máy cho bạn gái mà màu trắng như thế này nữa thì rất là tuyệt vời. Thì anh em phải thấy là mình đã gắn tổng cộng là 5 cái fan, hai cái trên, hai cái dưới, hai cái trước và một cái sau, đều là fan 120mm hết, fan JT màu trắng. Cái tảng này thì tảng Cooler Master, tảng khí đó. Thì với những cái tảng khí thì anh em nên gắn nhiều fan để mà nó có thể đưa là cái luồng khí nóng ra ngoài nhanh hơn, tránh cái tình trạng nó bị nóng cục bộ bên trong thùng. Bởi vì ngoài cái CPU nó tản nhiệt ra từ cái heat sink như thế này thì nó sẽ còn đến cái phần cứng mà phát sinh nhiệt không kém nữa, đó là cái GPU. Thì ở đây anh em thấy là mình đang xài một cái card RTX 2060 bản Founder Edition và gắn với cái dàn màu steel như thế này rất đẹp. Đó, về đèn đó anh thấy đó, 2GB RAM của G-Skill, 2GB Trident Z 3600 MHz DDR4. Đèn sẽ tự động đồng bộ với lại cái công nghệ Polychrome trên cái bo Stellation. Nó còn đèn của cái bo thì nó sẽ nằm ở bên hốc bên này, nó làm sáng cái chữ Stellation lên, cũng khá là đẹp. Thì ở đây mình có gắn với một cái ổ SATA và một cái M2 dạng cạc như thế này đó, thì nó vẫn nhận đầy đủ là PCIe 3.0x4 đó. Thì anh thấy nó một cái dàn nó rất là cơ bản. À, cái nguồn thì nguồn 600W của USB, nguồn khá là ổn. Thì anh em thấy đó, mình nếu mà anh em tìm đến những cái dòng bo B50 hiện tại và có mức giá nó vừa phải thì mình đang rất là muốn gửi anh em cái dòng Stellation này. Thì B50M nó sẽ rẻ hơn so với cái phiên bản B50 không có M, bản không có M nó to hơn, cái dàn phay nó cũng xịn hơn chút. Thì với cái dòng bo này thì anh em có thể sử dụng với khai thác được những con CPU Ryzen hiện tại là trước mắt là 3000 series, Ryzen từ 3 đến 5 và thậm chí là 3900X luôn. Và thiết kế cũng rất là đẹp, rất là hiện đại lịch sự. Và trong khi cái giá bán thì chỉ khoảng 3.8 triệu thôi, mà mình nghĩ sắp tới mà có thêm những cái chương trình mà giảm giá của cửa hàng nữa, nó sẽ còn giảm được vài trăm ngàn nữa, thì lúc đó những cái bo như thế này rất là hợp lý về giá luôn, rất là ngon về giá luôn. Thì anh em nghĩ sao về cái dòng B50M Stellation này, cũng như là cái dòng Stellation nói chung của Aesop, thì anh em comment trong video ha. Còn mình là Coden đến từ TVN và hẹn gặp lại anh em trong những video tới.